bia mỗi cái 3 xị. Cái này cái nào đẹp. Không hiểu luôn. Đó, 6.300. Mày chú để con 2 xị thôi, lấy nhá. 2 xị rồi. Mày giờ về nó cũng khó xài. Chủ yếu nghe gọi. Hai cái mấy cái nào cũng đẹp. Dạ dạ biết rồi. Cái 2 xị được rồi. Nó cũng phải wifi. Dạ. Này còn mấy cái nữa. Hư rồi, không lên nguồn. Đúng rồi đấy, nó không phải chịu. Lên nè, 3G. Không nắp đít lấy đằng keo quán lại. Pin bự quá, pin này chắc cũng cầm lắm. Wi-Fi. Mới luồn quăng cái gì? Tùm lum thứ à, cái này giống để xe hơi phải không? Cái này nghe ở nhà thôi chứ đi ra ngoài đường sao nghe. Dây nhộm lum. Không được á chú. Thanh xỉ không được. Cũng không cần đâu. Cái gì trong đây có cái nào lên không?